mình phải đi giao lưu như thế này, mình học hỏi, mình mới hiểu được rằng là học hỏi được kinh nghiệm chăm cây. Đây cả nhà nhìn không, bạch tuyết này, chị chăm những cái chậu bạch tuyết đẹp như này mà anh. Đây cả nhà nhìn nhá, bạch tuyết quá đẹp luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà nhìn này, chăm nó quá xuất sắc cả nhà ơi. Đây đây cả nhà, đây đây là những cái giò bạch tuyết. Chào bác Toàn Hằng ạ. Vâng anh Thành Nguyễn ạ. Anh Thành ơi, cây đẹp lắm anh ạ. Chị chăm phải nói là chị chăm xuất sắc lắm cả nhà. Đâu ạ? Đây á? Từ 5 sen á? 5 sen, 51 chị còn cắt 30 kg luôn. Đây nhá cả nhà nhìn này. Một cái kỳ bảo duy 51 có 5 sen mà bây giờ chị tôi nuôi ra một cái chậu lái như thế này đây. Đấy. Chị ơi, thế này nó phải rơi vào chậu này phải rơi vào tầm 2 mét rồi chứ. Đây cả nhà nhá. Đúng rồi, toàn 40 sen mà. Đấy. Trăm cây phải như thế, phải đạt như thế. Những vườn nào mà trăm cây đạt như này không nên học hỏi. Ai trăm cây chết với thối mới lên học hỏi, thị trường mới lên. Dạ em nhất trí anh Đỗ Hà ơi. Chuẩn ạ. Đây. Những cái chậu bạch tuyết lái đẹp lắm cả nhà. Thật sự là quá đẹp luôn. Chị ơi, cái này là có phải là lớn nhanh quá nó bỏ cổ lá đúng không? Nó đứt thì cái lá này đúng không? Nó sẽ bị như này. Đấy, nhà mình cũng bị một số cái cây nó bị như này. Đấy. Nó nhanh quá. Đây này, nó đứt cái chỗ này đi đúng không? Thì nó mới bỏ cái này đi. Đây là đây cũng là một điển hình đây. Đây là một điển hình đây. Chào em trai Phúc Khánh. Chào bác Ngọc Anh. Chào 100 người đang xem live của Thím. Cả nhà bổ cho Thím xin một nút chia sẻ đi ạ. Đấy. Đây nhá, đây là một chậu cu đúng không chị? Đây cả nhà ai mua cu thì liên hệ với chị Trần Hải nhá. Tầm này khoảng 24 xăng. 24 xăng thì bà chị bảo rằng có con cu chính thì chị giữ rồi. Đấy, cho nên là cái kỳ này thì chị bán được. Nha. Chào em trai anh hai. Em chào anh trai Dương Ngọc Hà. Chào Ngọc Anh. Chào em trai Thảo Nguyễn. Nhưng quá đẹp luôn. Mỗi lần lên trên này là không muốn về luôn ấy. Chỉ thích ngắm cây. Đấy, cả nhà. Đây. Còn đây là những cái tác phẩm hồng bồng lai này. Đấy, cả nhà thấy không? Chậu hồng bồng lai rất đẹp. Vâng, anh Dương Ngọc Hà ơi, đẹp lắm ạ. Đấy. Đấy, cả nhà thấy không? Đây. Đẹp lắm anh Ngọc Hà ơi. Hôm nào có thời gian mà anh ra Bắc ấy, em sẽ dẫn lên gặp bà chủ. Đấy, chị Trần Hải đây. Đây là tác phẩm hồng bồng lai đây cả nhà ơi. Chậu này nó phải 6 mét không? Đến đấy. Đây. Chị cả nhà nhìn các bạn, đây là những cái tác phẩm hồng bồng lai của chị tôi này. Chằm cây quá đẹp luôn. Bê trộm em chậu cu. Úi dồi ôi, em ơi, tinh tinh còn không về được. Nhà chị lên trên này, chị tất cả đi ra đi xuống đều có mã hết rồi. Đấy, cả nhà. Chị để một chậu đầu ngắm hoa đi. Á hậu. Ui giời. Cái kia nó phải tầm phi, phi kia phải phi 24 chưa? Đây ạ, đây là chị chủ vườn. Chị ơi. Đấy. Đấy, chị chủ vườn đây anh Dương Ngọc Hà nhá. Nếu mà có thời gian ra Bắc thì em sẽ dẫn anh lên như nhà chị ạ. Đấy, còn kia là vườn Lan Hải Định ạ. Đấy. Chị chăm cây hay lắm anh ơi. Đây là anh nhìn này, những cái kỳ á hậu 51 này anh này. Cứ tầm 30 sen, 40 sen hết anh nhá. Đấy. Cả nhà thấy không ạ? Tất cả những kỳ 51 rất là đẹp cả nhà ơi. Nhìn rất là yêu. Còn đây là lô hồng bồng lai vẫn ước mơ. Đấy cả nhà thấy không? Nên là chỉ có những bây giờ là thời điểm để dành cho tất cả những anh em yêu và đam mê thật sự thì mới còn tồn tại được. Còn tất cả ai vẫn còn nghĩ rằng là tỷ lọ tỷ kia thì thật sự rằng là, hoặc là nghĩ về lúc đu đỉnh thì bây giờ gần như không còn niềm tin. Và bây giờ bán bằng mọi giá.
Cho nên là những anh em nào mà mất niềm tin thì mình cũng khuyên là lên nghỉ và chuyển sang một cái lĩnh vực nào đó mà mình cảm thấy phù hợp để mình kiếm tiền nuôi bản thân cũng như gia đình. Đấy. Em chào anh trai Thọ Tây Bắc. Rất yêu quý ông anh mà chưa có dịp được gặp và giao lưu ạ. Đấy, cả nhà ạ. Chứ còn đối với em thì em vẫn cứ sưu tầm nhân giống. Anh em nào cần thì mình lại chia sẻ. Đấy. Em chào anh trai Võ Tòng. Anh ơi, hôm nay em lên em chị Trần Hải lấy chậu hồng phù hoa giao lưu với chị. Thì em cũng có chút việc nên là em không bảo anh. Để hôm khác em lên thì anh em mình ngồi anh nhá. Chào bà, em trai Đặng Trung. Chào em trai Cường Anh Minh. Đấy. Em trai Cường Anh Minh là một người trăm cây cũng rất là xuất sắc, cũng đáng để học hỏi. Đấy. Cường Anh Minh nhìn không? Anh vẫn cứ miệt mài, vẫn đi sưu tầm, vẫn mua và chia sẻ những cho những anh em là còn đam mê. Chuẩn luôn anh trai Đỗ Hà ơi. Chị Trần Hải này á, chị còn cả vi cá mập ra tưới. Anh bảo lúc Bạch Tuyết nó 250 triệu một xăng, lúc đấy bảo Duy 1 tỷ một xăng. Anh bảo cu lúc ấy lúa lon còn mười mấy tỷ. Chị còn mua cả cái vi cá mập về chị xay ra xong là chị tưới cùng với cả nước hoa quả thì cây nó mới đẹp như này. Đây này, đây này, cả nhà nhìn thấy cái vây cá mập đây không ạ? Đây là đấy những cái xương này, đấy. Đấy. Dạ vâng, em cảm ơn anh trai Thọ Tây Bắc ạ. Hôm nào em với cả anh trai Dương Ngọc Hà sẽ vào anh nhá. Anh em bố trí vào ngồi với nhau một buổi chơi ạ. Chốt ngày đi anh Dương Ngọc Hà ơi, anh em mình cùng xuất phát nhá. Chào em trai Việt Hà. Đấy. Người ta yêu. Đấy. Người ta yêu cây, người ta còn dám chấp nhận mua cả vi cá mập về xay ra để tưới cây nó mới đẹp như thế này. Trong khi đó cả nhà bây giờ tưới có nước thôi mà cả nhà bây giờ để cả một tuần cả nhà không tưới thì bảo làm sao mà như một cây đẹp được. Đấy. Chào 50 người đang xem live của Thím nhá. Cả nhà xem bổ cho Thím xin một lượt chia sẻ đi. Ơ chị ơi, đây là cái kia bé Hồng Phú A đây gì? Vẫn còn kia bé đấy cơ. Thế à? Hồng Phú A, Hồng Nhật Hạ. Chào em trai Nguyễn Tấn Lên. Dạ. Đâu, lô Phú A đâu? Đâu? Thế thì giao lưu thêm một cái kia Hồng Phú A đi chị nhờ. Ơ lại không bán đâu. Ơ phải để cho yêu thương chứ này. Em chào anh trai Thái Huy ạ. Đấy. Đây nhá, cửa gì hôm nay cũng phải giao lưu một cái kia Hồng Phú A cho em. Đây cả nhà này đấy. Phải giao lưu tiếp. Đấy. Bây giờ lên nhà chị là cứ ăn vạ thôi. Cứ phải ăn vạ mà. Đấy. Em chào anh Dầu Thái Huy. Một trong những người anh cũng rất là tâm huyết về thị trường hoa lan ạ. Dạ đây anh Ngô Bảo Phúc ơi. Đây soi lại phù hoa đây ạ. Đây em vừa giao dịch với chậu chị chậu hồng lái này. Bây giờ là phải bắt chị phải giao lưu thêm một cái kia này nữa. Đấy thì mới về không ăn vạ sáng mai về. Đấy. Đấy. Còn đây là hai chậu lái Hồng Phù Hoa đây ạ. Đấy chị còn hai chậu lái rất to nhá. Đấy. Còn đây là lô Hồng Phù Hoa đây. Cả nhà ai yêu chốt gì thì cứ liên hệ. Đấy. Cứ liên hệ với chị Trần Hải này. Ai chốt Phù Hoa là nhanh tay nhá. Nhanh tay được này. Đây. 2, 4, chậu này tầm khoảng 15 sen ai chốt này. Đấy. Ủa anh mắc màn luôn Hùng ơi, anh sợ gì anh còn ra vỉa hè anh ngồi luôn ý. Đấy. Ok, riêng anh Đỗ Hà với anh Thái Huy cứ chốt thoải mái. Sang năm giả tiền em nhá. À quên, giả tiền chị Trần Hải nhá.
Đây cả nhà ơi, Quý Hùng nhìn đây, Ki Bảo Duy ươm 51 đây. Chào bác Bình Ngô, em chào anh trai Đặng Lượng. Đây 15 sen giá sao? Chị ơi, giao lưu cho người ta cái. Ơ, giống bây giờ giống với người ta chỉ để một cái thôi. Đấy. Đấy là mọi người cứ bảo là lan cái gì cho bò ăn với cả lan ai chơi. Đấy. Bây giờ rõ ràng đây gạ cây chị còn không bán đây, rõ ràng mình nên gạ chị còn không bán. Đấy. Em chào anh trai Lê Thành Dư ạ. Chào em trai Dominic Đông nhá. Hồng Phù Hoa thì nó là siêu phẩm rồi, nó rất là đẹp cả nhà. Chào Hoa Đông. Chăm đẹp quá bạn. Đúng rồi Hùng Vũ ơi, chị mình chăm thì quá xuất sắc luôn. Chào em trai Trung Đức. Chào 50 người đang xem live của thím. Đấy, cả nhà thấy không ạ? Đây, rất là kinh khủng luôn. Đây, những cái Ki Bảo Duy ươm 51 này rất đẹp. Ok Huy Hùng ơi. Đây nha Huy Hùng ơi, anh bảo chị để cho em một cái Ki bé bé này được không? Đây. Nếu mà làm giống Hồng Phù Hoa thì hình như đâu nhỉ? Đây. Đây phải Hồng Phù Hoa không? Đó. Đâu, đây là Hồng Phù Hoa của Long rồi, đúng không? Đây. Đấy, Long nào đấy chị? Long ở trên Lai Châu. Lai Châu à, bán rồi.